Bao nhiêu thất bại khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình. Một thân cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Thần tài ban lộc phát tài, chín phần vượng phát đi theo trọn đời. Minh Đức Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Đinh Mùi đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc. Không phải ai sinh ra cũng gặp những khó khăn, hoạn nạn, mà cũng chẳng có ai sống sung sướng được suốt cả một đời. Và khi xem tử vi tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023, các bậc thầy tử vi đã căn cứ vào sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh đã chỉ ra rằng quý cô bác tuổi Đinh Mùi đã phải trải qua nhiều thăng trầm, gặp nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh trợ trực giáng xuống đầu. Nhưng quý cô bác đúng tháng 9 âm lịch tới đây sẽ được thần Phật thương tình, các tinh cao chiếu vượt qua hoạn nạn, tránh được tai ương, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, trúng số bất ngờ, đổi đời đại gia, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý cô bác tuổi Đinh Mùi diễn ra trong tháng 9 tới đây sẽ ra sao? Làm sao để giải hung, hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng Minh Đường Tử Vi luận giải nội dung chi tiết nhé! Thần tài báo mộng, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên giàu như vũ bão, đổi đời đại gia, đúng tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Đinh Mùi, hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc bầy. Đinh thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, đặc tính của can đinh, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất vòng tuần hoàn của nước thì hơi nước mỏng manh, tinh khiết ngưng tụ tạo thành nên nó không lẫn tạp chất dơ trọng. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung nó khác với nước ở dưới trần gian ở chỗ cao quý, thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hỏa, gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy Đinh Mùi mệnh thiên hà thủy, không những thông tuệ mà còn có sự hơn người xuất chúng. Nước thiên hà tinh khiết, mỏng manh nên những người tuổi Đinh Mùi, tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế và tác phong, cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Người tuổi Đinh Mùi mệnh thiên hà thủy được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù, nước thiên hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối, muôn loài. Trong cuộc sống, những người tuổi Đinh Mùi mệnh thiên hà thủy thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn bởi bản chất của giọt nước mong manh nên Đinh Mùi cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Đinh Mùi thuộc thổ, tương khắc với nạp âm thủy nên tâm tư họ có nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mà mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì mà họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú, nếu không muốn Đinh Mùi bỏ đi. Bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người.
họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Đinh Mùi thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch, đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Đinh Mùi có những nhược điểm rất lớn, đó là sự do dự, thiếu quyết đoán khi làm việc, điều đó khiến họ để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân. May mắn tuổi Đinh Mùi là những người thông minh và cẩn thận, họ sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng rất ít những người tuổi Đinh Mùi nằm trong hàng ngũ của những người giàu có và uy quyền. Không phải họ không có khả năng đạt được những thứ đó, mà do tuổi Đinh Mùi có xu hướng lựa chọn cho mình cuộc sống yên bình, an nhàn bên gia đình và những người thân yêu. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ với cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của Đinh Mùi có nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề về tình cảm, họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân mình hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc vĩnh cửu. Sau đây, ta cùng đi vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi tháng 9 âm lịch, bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này nhờ có tam hội độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình, thì có thể sẽ kết nối với người có tầm ảnh hưởng và tìm thấy cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Nguyệt lệnh lâm quan đới con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Quý nhân vận tăng lên, giúp đỡ có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc trong tháng này của Đinh Mùi cũng có những bước tiến phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn đã bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề chung bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, chỉ cần bạn có chế độ sinh hoạt lành mạnh. Người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời sẽ tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi của 12 con giáp âm lịch, sự nghiệp của Đinh Mùi trong tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt, công việc triển khai thuận lợi, quan hệ tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới chống lưng nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới, đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của những chú dê, bạn khá tự tin vào những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần phải nhắc nhở, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi có người thúc ép nữa, bản mệnh chủ động xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng, là kim chỉ nam để bạn vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và nhận được một khoản thưởng nóng từ đó. Tử vi tháng còn cho thấy, các mối quan hệ xã giao của Đinh Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến cho bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới đảm nhận những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Có một điều cần lưu ý là vận trình quá vượng khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực, đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc, do đó Đinh Mùi sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Về mặt tài lộc, xem tử vi tài lộc của Đinh Mùi trong tháng 9 âm lịch,
Vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông. Không có lý do gì mà tài chính của Đinh Mùi không khởi sắc theo đó, thậm chí bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong công việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự đến. Quan đới đảm bảo, sự nghiệp tiến triển ổn định, con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thiện các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt, do đó con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai ấp ủ mong muốn tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không thể từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn, nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết. Đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn, làm gì cũng cần để đường lui cho bản thân. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Đinh Mùi có thể trưng các loại cây cảnh vượng lộc như kim tiền, chúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Đinh Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những ngày tháng lẻ loi bao lâu nay. Bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng được khuyên nên cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó lại cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng mới dự báo sức khỏe của Đinh Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này, dù vậy bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp này ham làm việc, mải mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành cho Đinh Mùi trong tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, may mắn đầu tiên của Đinh Mùi là có Thiên Đức Cát Tinh nâng đỡ, thời gian qua bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Đinh Mùi là người có năng lực, lại điềm tĩnh, nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh, buôn bán thì có khách túc tắc đều đều. Giữa thời buổi khó khăn này, hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không phải sợ mất lộc, đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả nhờ chính tài và thực thần. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với Mùi, hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Gia đình hòa thuận, êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tham công tiếc việc, để dành thêm thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn, giúp tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, đen, be vàng, con số phát tài, 10, 68, 33. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2023. Những người bạn tuổi Đinh Mùi sẽ có vận khí tương đối ổn định trong tuần này nhờ sao Thiên Đức nhập mệnh. Cuộc sống của bạn có những thay đổi tích cực và những tin tức tươi mới cũng sẽ đến theo đó. Bạn nên cho mình cơ hội thư giãn vào cuối tuần này, dù đi du lịch hay ở nhà. Vận trình sự nghiệp tuần này tương đối ổn định và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, những người tuổi Đinh Mùi chớ nên để bản thân chìm trong cảm giác thoải mái này quá lâu, kẻo bạn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu và trở nên thụt lùi, hãy luôn đốc thúc bản thân tiến về phía trước. Thu nhập tài chính sẽ tăng lên một chút, nhưng hãy chú ý tiêu dùng hợp lý,
những người sinh năm Đinh Mùi có thể học thêm các kiến thức về đầu tư, hiểu rõ về nguyên tắc của thị trường, nâng cao tỷ lệ đầu tư thành công, cũng tức là tăng cường tích lũy tài sản cho tương lai. Phương diện sức khỏe cũng không được chủ quan trong tuần này, thường xuyên làm việc và bỏ bê cơ thể khiến cho bạn có thể cảm thấy hơi mệt mỏi, kiệt sức. Cả về thể chất lẫn tinh thần, cần lưu ý rằng việc duy trì thời gian ngủ đủ giấc và xây dựng chế độ ăn uống hợp lý là rất quan trọng cho cơ thể của con người hồi phục. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, tỵ, thìn. Màu sắc may mắn, tím, xanh lục. Con số phát tài, 56, 09, 23. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi Đinh Mùi trong tuần này không quá đáng ngại, dù không phải không có điểm đáng lo, tình cảm, tài chính và gia trạch là những phương diện gặp nhiều điều không suôn sẻ. Nhưng bù lại sự nghiệp và sức khỏe thì vững vàng, coi như bạn không đến nỗi đụng đâu cũng thấy điểm gở. Về mặt tốt thì sự nghiệp đang trên đà thăng tiến một cách nhanh chóng. Nếu bạn mới đổi việc, chuyển việc hoặc mới đi làm, thì đây là lúc để bạn thích nghi với môi trường mới, tìm cơ hội khẳng định vị thế của bản thân, ghi dấu ấn với cấp trên và đồng nghiệp. Sức khỏe dồi dào, người tuổi Đinh Mùi có cảm giác mình đang trẻ ra vài tuổi. Nếu có thể vận động tập thể dục hàng ngày, dậy sớm ngủ sớm thì chắc chắn hiệu quả còn đáng kinh ngạc hơn. Vẻ ngoài tươi trẻ, sức sống tràn trề, ai nhìn cũng thấy mê. Nhưng về mặt xấu, cẩn thận đại hao tìm đến gây họa, mất tiền mất của, đồ đạc trong nhà ngoài ngõ đều cần phải cẩn trọng. Tiền trong túi nếu muốn đầu tư thì đừng nghe thông tin bóng gió bên lề mà phải tìm hiểu kỹ càng, tốt nhất là tìm người có uy tín tư vấn, tránh mờ mắt vì lợi mà thiệt hại lớn. Người trong nhà không hòa thuận, quan điểm khó thống nhất, dẫn tới không khí trầm lắng, u ám, thực ra việc này không khó giải quyết, nhưng bạn lại không tích cực chủ động, nên vấn đề cứ kéo dài mãi, ngày này qua tháng khác, càng thêm khó chịu và khó mở lời. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, tỵ, tiểu nhân, sửu, tuất. Màu sắc may mắn, vàng, cam. Con số phát tài, 44, 82, 66. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Mùi, tháng 9 âm lịch 2023. Tử vi tuần này của Đinh Mùi không phải quá sáng sủa, nhưng nhìn chung tương đối yên ổn. Bạn chỉ cần tiết chế cái tôi cá nhân, làm việc thuận theo tập thể, biết nhường nhịn trước sau thì sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Công sở là môi trường làm việc không hề dễ dàng, dù bạn đang làm cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện hay công ty tư nhân, thì đều có những rắc rối rất riêng, ứng xử như thế nào cho hợp lẽ và tránh để bản thân bị thiệt thòi, ức chế, là nghệ thuật cần phải học hỏi lâu dài. Vận trình tài lộc khởi sắc, được thiên tài chiếu mệnh, nếu là những người theo nghề kinh doanh, bán hàng, tư vấn sản phẩm, sale, môi giới, sẽ trúng những dự án lại lớn và sẽ thu về một khoản đủ để tiêu cả tháng. Điểm đáng chúc mừng này dành cho người tuổi Đinh Mùi biết nắm cơ hội và có sự nghiêm túc trong công việc. Về sức khỏe, bản mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều, sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh có thể gây ra điểm thương tật hoặc họa huyết quang. Bản mệnh đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hoặc gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Trong tuần được thực thần ghé thăm, Đinh Mùi liên tục được mời ăn uống, tiệc tùng, vì thế mà chế độ dinh dưỡng cũng có phần bị đảo lộn. Bản mệnh chú ý ăn uống thanh đạm, hạn chế bia rượu và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, có như vậy, cơ thể mới không bị mệt mỏi hoặc có cảm giác khó tiêu. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, mão, dậu, tiểu nhân, thìn, hợi. Màu sắc may mắn, hồng, xanh. Con số phát tài, 27, 89, 52. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, phúc đức của một gia đình đến từ đâu mà chúng ta không phải ai cũng biết, cùng tham khảo những điều sau để xem gia đình có phước không nhé. 1. Anh em chung sống hòa thuận. Phước đức của một gia đình đến từ đâu, một gia đình có được thịnh vượng và phát đạt cả đời hay không, cũng liên quan rất nhiều đến các thành viên trong nhà có chung sống hòa thuận hay không. Người xưa rất chú trọng đến việc nối dõi tông đường, những gia đình giàu có sẽ cưới ba thê, bốn thiếp, sinh nhiều con, dù đông con cái, vui cửa vui nhà, nhưng sau khi con lớn lên, cũng có những vấn đề nan giải. Nếu anh chị em chung sống rất hòa thuận với nhau thì không sao, nếu anh em tranh giành quyền lợi, tài sản, ghen tị, nói xấu lẫn nhau, thì chỉ khiến gia đình tan đàn xẻ nghé mà thôi. Chúng ta thường thấy kiểu này trong xã hội xưa và xã hội hiện đại rất nhiều, nhiều nhà bên ngoài có vẻ êm ấm, nhưng bên trong thì đầy mâu thuẫn, con cái không hòa thuận, cha mẹ cực kỳ phiền não. Vì vậy, anh em trong nhà với nhau,
chung sống hòa thuận là một phần quan trọng để duy trì phước báu cho gia đình, đồng thời cũng là nguyên nhân quan trọng giúp gia đình đời đời hưng thịnh. 2. Vợ chồng chung sống hạnh phúc. Theo lời Phật dạy về hạnh phúc của vợ chồng, trong một gia đình vợ và chồng chính là trụ cột, sự chung sống hòa thuận của vợ chồng là nền tảng cho sự thịnh vượng của gia đình. Chúng ta có thể nhìn vào những người thành công, hầu hết họ đều có một người vợ đức hạnh làm hậu thuẫn ở phía sau, người chồng chăm chỉ làm ăn bên ngoài, người vợ ở nhà chăm sóc con cái, dâu thảo, vợ hiền, đảm đang, chu đáo, công việc gia đình được xử lý nền nếp, chồng không phải lo lắng gì cả, chỉ việc kiếm tiền về cho vợ. Sau một ngày bận rộn bên ngoài, đàn ông trở về nhà, một bức tranh đầm ấm, một gia đình hạnh phúc bên nhau, tâm trạng sẽ thoải mái biết bao, có đúng không? Ngược lại, nếu trở về nhà trong tâm trạng rối bời, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi mà vợ chồng lạnh nhạt hay xích mích, ở trong một gia đình như vậy, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, cũng ảnh hưởng xấu đến phúc khí của gia đình. 3. Gia phong tốt. Phúc đức của một gia đình đến từ đâu? Gia phong tốt là chìa khóa để gia đình có được con cháu tốt, điều này rất quan trọng. Chuyện kể rằng, từng có một vị quan đại thần của triều đại nhà Thanh, ông là một trong những người thành công nhất trong lịch sử. Gia phong của ông cực kỳ nề nếp, được phổ biến rộng rãi đến tận các thế hệ sau lan truyền. Gia đình ăn ở tốt có thể làm cho phúc khí được thịnh vượng lâu dài, điều quý giá nhất để lại cho thế hệ mai sau, không phải nhiều của cải, mà là gia phong tốt, của cải sớm muộn gì cũng sẽ bị hao hụt, nhưng một gia đình nề nếp có thể duy trì được phúc khí lâu dài cho các thành viên. Một kiểu gia đình tốt cho phép các thế hệ con cháu trong tương lai noi gương theo. Chúng thiết lập một cái nhìn đúng đắn về cuộc sống và các giá trị của bản thân, đồng thời ngăn mình đi chệch hướng và phạm phải sai lầm. 4. Mọi người trong nhà không có thói quen xấu. Chúng ta ai cũng biết, bao nhiêu gia đình hạnh phúc đã bị nạn cờ bạc làm tan nát, một khi đã nghiện cờ bạc thì khó bỏ. Ngày càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được, cờ bạc là một hố sâu không đáy, dù bạn có bao nhiêu tiền cũng không thể thắng mãi được. Thắng thì muốn thắng thêm, nhưng cuối cùng lại thua một cách ê chề, người thua lại muốn lật ngược thế cờ, nên cứ dồn tiền vào đó. Vì vậy, tôi khuyên những người ham mê cờ bạc, lô đề nên rời khỏi súng thật sớm, nếu không bản thân bạn và gia đình sẽ sớm là người chịu thiệt nhiều nhất. Rượu bia cũng vậy, uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe là quan trọng nhất, không sức khỏe là không có gì cả, nhiều tiền mà nằm một chỗ cũng vô ích. Uống rượu sẽ làm tê liệt não bộ và làm chúng ta mất sức. Nếu hàng ngày chúng ta sống trong thế giới say xỉn và mê muội, thì làm sao có thể làm việc chăm chỉ và có được cuộc sống hạnh phúc nếu gia đình có người bị nhiễm những tật xấu này? Gia đình nào cũng có được tứ đức trên, thì gia đình đó sẽ sung túc, thịnh vượng. Đó chính là những điềm lành, báo hiệu gia đình có phúc theo lời Phật dạy. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Của tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.